Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn thân mến, khi hình nhân Nguyễn Phú Trọng nắm quyền trong gánh xiếc mang tên Cộng sản, dù ai yêu mến ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hay không cũng phải thừa nhận cùng tôi rằng một năm qua không có ông, tức là không có Đảng và Nhà nước, đất nước ta vẫn vững vàng. Nhìn lại chặng đường nắm quyền gần 10 năm của ông Nguyễn Phú Trọng, chúng ta thấy chẳng có gì đặc sắc, chẳng có dấu ấn gì để cho người ta nhớ về ông ta. Kể cả việc báo chí ca ngợi lên tận mây xanh, ông ta là một kẻ sĩ phu Bắc Hà đốt lò vĩ đại. Phải thừa nhận, ông Trọng có làm được việc đốt lò, nhưng chẳng hiểu sao lò ấy chỉ nhận củi phe đối thủ của ông ta. Còn củi của phe ông, đa số đều vẫn tươi rói rói, không tài nào cháy được. Nhất là non một năm qua, từ cái ngày mà ông Trọng ngã bệnh ở Kiên Giang, nơi căn cứ địa cách mạng nhà Ba X Nguyễn Tấn Dũng, đất nước xảy ra nhiều biến cố, chủ quyền quốc gia bị xâm hại, nhân dân đối mặt với thiên tai dịch bệnh. Nhưng những lần ấy ông ta đều bặt vô âm tín, có xuất hiện thì làm những việc vô thưởng vô phạt, như mới đây nhất khi cả nước lao đao vì dịch cúm tàu, doanh nghiệp thì đứng trước nguy cơ bị phá sản, công nhân thất nghiệp, người nghèo và những người cùng khổ trong xã hội hoang mang vì đói, sinh viên thất học. Miền Tây bị hạn hán ngập mặn, ông ta xuất hiện chỉ dừng ở việc sắp xếp ghế cho kỳ đại hội tới. Hỏi rằng một nguyên thủ quốc gia, một lãnh tụ tối cao của Đảng như ông ta có còn biết liêm sỉ. Chỉ mới ngày 2 tháng 4 năm 2020 vừa qua, lúc 8 giờ sáng, trên bàn làm việc của ông ta đã có báo cáo về việc một tàu cá ngư dân ở Quảng Ngãi bị tàu kiểm ngư của Trung Cộng đâm chìm và bắt giữ 8 thành viên trên tàu đánh cá. Nhưng ông Trọng, một tổng tư lệnh tối cao của lực lượng vũ trang, chủ tịch quân ủy trung ương, đã làm gì ngày hôm qua? Kêu gọi người dân hiến máu là những gì mà báo chí nhắc đến ông ta trong ngày 2 tháng 4. Không có gì khác hơn và xa hơn. Còn với ông Nguyễn Xuân Phúc, cũng gọi điện với người đồng cấp của Trung Quốc chiều ngày 2 tháng 4 để trao đổi về dịch bệnh, không có lấy một bản tin nào nhắc về cuộc gọi thứ hai hay một công hàm phản đối hành vi xâm hại chủ quyền và bắt giữ ngư dân ta trên vùng biển thuộc Hoàng Sa. Đó không phải là mới mà Đảng Cộng sản và Chính phủ của Việt Nam luôn chọn cách im lặng hay đứng ngoài khi chủ quyền quốc gia và nhân dân Việt Nam bị xâm hại từ trước đến nay. Việc thờ ơ làm ngơ ấy đã làm cho chủ quyền quốc gia ngày càng bị thu hẹp, đất nước mất quyền tự quyết và bảo vệ lãnh thổ khi một mặt trận từ ngoài biển đảo đến đất liền đều có sự hiện diện của người bạn bốn tốt là Đảng Cộng sản Trung Cộng. Nhìn sự việc của Formosa hay ngư dân bị đâm chìm tàu, tất cả Đảng và Nhà nước đều im lặng, đều cho thấy một điều là nói lên một mẫu số chung, đó là Trung Cộng đang trực tiếp thao túng tam trụ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hay nói cách khác, chính những nhân vật như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc đang tại quyền đều là hình nhân do Trung Quốc tạo ra. Chúng cho phép nói thì được nói, chúng bắt im thì Trọng và Phúc đều phải im thin thít. Nói tới đây, có ai tin rằng Việt Nam sẽ được Đảng, Chính phủ như Trọng hay Phúc sẽ lèo lái đưa đất nước đi lên bậc vinh quang hay không? Phần tôi chắc chắn là không rồi, làm sao mà tin được một đám lãnh đạo đất nước luôn miệng nói là bảo vệ chủ quyền mà không hề quan tâm gì đến chủ quyền quốc gia. Làm sao tôi có thể tin được một đám nói sẽ đưa kinh tế Việt Nam lên hàng đầu này đầu nọ trên thế giới khi mà chúng chỉ biết ăn và phá nát đất nước này. Tin làm sao được khi chúng kết thúc nhiệm kỳ khóa sau để lại món nợ khổng lồ cho tiếp theo cho người dân phải gánh chịu, và nhiều hơn những khóa trước, và đều để lại những món nợ công do dân đen cho dân đen, và không biết đến đời con, đời cháu, đời chắt sau này có thể trả hết được những món nợ khổng lồ của Đảng Cộng sản đã gây ra hay không. Làm sao mà tin được khi đại hội tới vẫn duy nhất chỉ có một mình Đảng Cộng sản tiếp tục lãnh đạo và lái con tàu Cộng sản cũng như đất nước Việt Nam đi đến một nơi vô định. Tổ quốc không may ở cạnh một Trung Quốc xấu xa đê tiện đã đành, lại còn đám hình nhân lãnh đạo, khi mà tài nguyên cạn kiệt, lòng người tan hoang thì Việt Nam sẽ đi về đâu?
Có một số tin tức đã bị lãng quên trong thời gian qua, đó là thứ nhất, cuộc chiến bán nước Đà Đuống đã mất hút hoàn toàn. Thứ hai là vụ Nhật Cường là sân sau của ai, băng nào chống lưng, ai chịu trách nhiệm cũng mất hút hoàn toàn trên báo chí và mạng xã hội. Thứ ba là công ty Minh Hoa và Atic của vợ con Nguyễn Đức Trung, chủ tịch thành phố Hà Nội, với hàng loạt lùm xùm làm ăn khuất tất, cướp bóc ở nhiều lĩnh vực cũng mất tích trên báo chí cách mạng Việt Nam. Thứ tư là Triệu Tài Vinh, phiên Vương Hà Giang cùng băng đảng gia đình hiện cũng đã chìm nghỉm trên truyền thông. Có vẻ như cái lò đã bị phiên Vương hắt nước vào, bị nguội tắt mất rồi. Thứ năm là chuyện cháu bé 6 tuổi chết tức tưởi ở trường Gateway của con gái Thủ tướng Clmer vợ Nguyễn Xuân Phúc và Trung tướng Trần Văn Vệ, kẻ cầm đầu nhiều ban ngành của Bộ Công an đã hoàn toàn biến mất khỏi truyền thông lề đà. Thứ sáu là hàng nghìn đối tượng gồm có công an, quan chức đảng, nhà nước đã dính líu đến vụ mua bán điểm thi năm 2018 ở nhiều tỉnh chưa được xử lý, khởi tố. Đa số các trường hợp mua điểm thi là con cháu của các đối tượng cầm đầu ở tỉnh, huyện và có vẻ cái lò chỉ có ăn lon các đối tượng này và các pháp luật chỉ là những thứ được diễn giải tùy thích để xử dân phục vụ cho công cuộc cai trị của băng đảng Cộng sản. Thứ bảy là vụ xã hội đỏ, xã hội đen đập nhau ở Đồng Nai cũng hoàn toàn mất tích trên truyền thông. Chính nhờ vụ cắn lộn này mà Huỳnh Tiến Mạnh cùng đàn em trong phe bị đồng đảng cắn túi bụi. Đại tá Vũ Hồng Văn, em rể của Tô Lâm là kẻ được lợi nhất sau vụ cắn nhau giữa hai phe xã hội đỏ và xã hội đen ở tỉnh Đồng Nai. Hàng chục quan chức và đảng viên cầm đầu ở Đồng Nai bị phanh phui nhiều khuất tất xấu xa nhưng chưa đối tượng nào bị xử lý hình sự. Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư tỉnh Đồng Nai, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, là một đối tượng ma cô bị phơi ra ánh sáng từ năm 2018 nhưng đến nay vẫn chưa lò nào xử được đối tượng này. Thứ 8 là vụ làm giả buôn lậu xăng với số lượng chưa từng có do Trịnh Sướng cấu kết với hàng trăm quan chức thực hiện, đến giờ vẫn chỉ là trò mèo. Bắt giam Trịnh Sướng cùng vài nhân viên của y nhưng chưa đụng đến sợi lông nào của đám đồng đảng, đồng chí quan chức bảo kê ăn chia cùng với Trịnh Sướng. Thứ 9, rất nhiều đối tượng chóc bu của băng nhóm mafia đảng nhà nước từng cầm đầu Hồ Chí Minh cũng chưa đụng dụng một sợi lông nào bởi cái lò. Lê Thanh Hải, Tất Thành Cang, Lê Hoàng Quân vẫn chết trệ ngồi rung đùi hưởng lạng thành quả, vơ vét cướp bóc mồ hôi xương máu tương lai cuộc sống của hàng vạn người dân Sài Gòn. Thứ 10, xe biển đổi trắng thay xanh của gia đình Tô Huy Dứa, cựu trưởng ban tổ chức trung ương, đến nay vẫn chỉ là trò hề. Thứ 11, vụ cháy Rạng Đông mất hút luôn theo dòng chảy thông tin, không ai phải chịu trách nhiệm hay làm rõ chuyện gì đã xảy ra. Thứ 12, mối quan hệ của nhiều đối tượng cầm đầu đảng nhà nước liên quan đến mobile phone mua AVG, vụ công ty Bình Phong Bộ Công an Vũ Nhôm được tiếp tay bởi hàng trăm đồng đảng là quan chức chóc bu để cướp bóc khắp cả nước. Tất cả đều chỉ là xử theo kiểu bịt đầu mối và thí tốt. Tất cả đều bộc lộ bản chất của cái lò là đầu voi đuôi chuột, thanh trừng và đánh đấm phe nhóm tranh giành, giành ghế trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Khó khăn và lúng túng trong việc hỗ trợ cho các lao động nghèo vượt qua dịch virus Vũ Hán. Ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc thừa nhận đất nước sẽ gặp khó khăn nếu như chính phủ không chủ động giải quyết các vấn đề bảo đảm an sinh xã hội cho người nghèo, người thất nghiệp hiện nay. Kế hoạch đưa ra gói 30.000 tỷ để có thể hỗ trợ cho người nghèo, người thất nghiệp 1 triệu đồng một tháng được đưa lên bàn hội nghị vào tuần qua. Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng họp và đồng ý chi 2.700 tỷ đồng hỗ trợ chống dịch virus Vũ Hán. Trong số này có 1.800 tỷ đồng dành ra để giúp cho các đối tượng khó khăn. Giải pháp chậm trễ và chưa cụ thể. Luật sư Đặng Hùng Dũng thừa nhận phía chính phủ của Cộng sản Việt Nam cũng quan tâm đến việc giải quyết vấn đề an sinh xã hội cho người lao động. Tuy nhiên, sự tính toán cho sự việc này vẫn chưa được là rõ và cụ thể. Đối với lại chính quyền Việt Nam thì việc đưa ra được gọi là Master Plan, một kế hoạch toàn bộ thì chưa là được làm. Và tôi nghĩ rằng nó phải có, tuy nhiên họ phải tính toán chứ vì nó ảnh hưởng cho nhân dân rất là nhiều.
Nhưng mà cụ thể thì như thế nào, kích thích thế nào, giống nước khác thế nào thì Việt Nam không đi theo được. Chính quyền không đưa ra được việc cho chính quyền cấp địa phương phải làm gì. Họ chưa đưa ra được một cái master plan hoặc một giải pháp thiết thực nào. Ông Dũng cho rằng giải pháp đầu tiên lâu dài, một kế hoạch toàn bộ làm vấn đề rất lớn liên quan đến các ngành, từ người dân đến nội vụ, công chức và điều động cho nhân viên khối nhà nước. Phía chính phủ Cộng sản Việt Nam cũng yêu cầu các doanh nghiệp phải chi trả tối thiểu 50% lương công nhân hàng tháng. Tuy nhiên, ông Dũng cho rằng trong tình hình hiện nay để cho các doanh nghiệp có thể hỗ trợ cho nguồn lực lao động của mình là trường hợp bất khả kháng, vì trong bộ luật lao động không có dự tính trước cho tình huống đại dịch như hiện đang diễn ra, ông nhận định. Ngay cả của những công ty có nguồn từ nước ngoài, tùy từng công ty, tùy vào từng lĩnh vực họ có cư xử như thế nào đối với người dân và họ có căn cứ theo luật lao động của Việt Nam hay không cũng không biết được, vì đây là trường hợp bất khả kháng, không đòi hỏi người ta làm theo luật được. Đó là tình hình mà tôi là người luật sư thấy là như thế. Thứ nhất là luật lao động không có dự trù cho tình huống đại dịch như thế nào. Chắc chắn là theo tôi nghiên cứu là không có những trường hợp mà gặp khó khăn như thế này trước mắt. Bây giờ gặp trường hợp đại dịch thì không tính được từ những điều ghi trong luật thì mình sẽ coi đó là trường hợp bất khả kháng. Ông Diệp Thành Kiệt, chuyên gia may mặc và da giày cho biết theo diễn biến trong khoảng thời gian hơn một tháng sau Tết, các doanh nghiệp vẫn còn khả năng để cứu mang những người lao động bị ảnh hưởng. Gần đây khi mà tình hình dịch bệnh diễn biến một cách phức tạp, các doanh nghiệp đã có những giải pháp cấp bách cho người lao động và chia sẻ với nhau. Tức là chưa hết giải quyết ngay cho những người mà bị mất sớm mất việc làm, và chúng ta cũng biết trong cái công đoạn sản xuất nào cũng vậy, nó có những công việc sẽ bị mất việc sớm. Theo quy trình nó sẽ diễn ra trước là họ sẽ bị mất việc trước, giải quyết bằng cách điều động họ sang những công việc khác. Sau khi điều động những công việc khác mà không được nữa thì phải giải quyết chuyện thất nghiệp. Ví dụ như vấn đề phải giảm bớt giờ làm việc, rồi một mặt nữa là sẽ chia sẻ với người lao động nhưng một mặt cũng cần người lao động chia sẻ, vì chúng ta cũng biết là hiện nay hầu hết các doanh nghiệp về xuất khẩu, đặc biệt là việc xuất khẩu là trong khoảng 2 tuần nay thì hình như là không có đơn hàng xuất khẩu nào được xuất hết. Cũng theo ông Kiệt, trên diện rộng xã hội đối với những người làm nghề tự do trong vòng một tháng đầu khi xảy ra dịch bệnh vẫn chưa bị ảnh hưởng trực tiếp, nhưng hiện tại thì chính phủ ban hành những biện pháp cách ly, những người lao động tự do đều bị ảnh hưởng trực tiếp. Vì vậy, việc giải quyết vấn đề an sinh xã hội của chính phủ hiện tại có phần chậm trễ. Bài toán nan giải cho các doanh nghiệp và người lao động. Vì việc dịch bệnh bùng phát lâu dài chưa có tiền lệ nên ông Kiệt cho biết phần lớn các doanh nghiệp trong ngành da giày, dệt may vẫn còn lúng túng cho việc hỗ trợ cho công nhân của mình. Ông cho biết thêm, trước mắt là doanh nghiệp phải trả tiền mua nguyên liệu trước đây rồi mà bây giờ phải trả tiền công trong đó nữa, mà tất cả hàng hóa này đều bị lưu giữ lại, đã không có doanh thu mà phải tiếp tục chi ra thêm để hỗ trợ cho người lao động trong những tháng tới. Tôi cho rằng đây là một bài toán mà không có một công thức nào có thể giải quyết chung, mà nó còn tùy theo vào mỗi tập thể để người lao động và chủ doanh nghiệp đó đã là một mối quan hệ trước đây như thế nào. Tiếp đến là khả năng tài chính của doanh nghiệp, khả năng chia sẻ của người lao động đối với doanh nghiệp. Đây là một bài toán và lời giải nó rất đa dạng, và mỗi doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm với nhau để rút kinh nghiệm để làm cho doanh nghiệp của mình thôi, chứ hoàn toàn không theo một công thức chung nào hết. Theo luật sư Đặng Hùng Dũng, đối với doanh nghiệp thuộc về lĩnh vực dịch vụ ăn uống bị ảnh hưởng trực tiếp nặng nề sau khi có biện pháp ban hành cách ly nghiêm ngặt, không có điều luật nào trong bộ luật lao động cho thấy quy định liên quan đến việc những doanh nghiệp này buộc phải sa thải nhân viên của mình như thế nào. Anh Lộc, chủ một quán ăn tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện tại phải cho nhân viên của mình nghỉ, nhưng do khi hai bên không có hợp đồng lao động và việc chi trả lương dưới dạng tiền mặt, việc những người lao động này được nhận trợ cấp như thế nào cũng là một việc rất khó.
Hiện tại thì anh thấy không có trợ cấp nào liên quan đến những người lao động như vậy, với lại họ cũng không có thông tin để trợ cấp. Như nếu đi làm, lãnh lương, tiền mặt thì làm sao họ biết mà trợ cấp? Thật sự những người đó là những người cần trợ cấp, ví dụ như anh cùng lắm thì mỗi tháng lỗ vài triệu tiền thuê mặt bằng và kinh phí khác khoảng chục triệu, nhưng với khả năng thì mình vẫn có thể tồn tại để sống được. Nhưng người đó họ làm có bao nhiêu tiền thì họ phải xài hết rồi, thậm chí họ còn nợ nữa. Chia sẻ giữa người lao động và doanh nghiệp. Đối với các cơ sở sản xuất trong ngành giày da dệt may, ông Diệp Thành Kiệt cho rằng đây là thời điểm các doanh nghiệp có thể thấy được mức độ thông cảm và chia sẻ đối với người lao động, đối với mình, và tùy thuộc vào cách đối xử của những chủ doanh nghiệp này đối với họ ra sao trong quá khứ. Ông chia sẻ, rõ ràng là nếu như các doanh nghiệp trong quá khứ đã có mối quan hệ tốt với người lao động và có những ứng xử tốt với người lao động thì rõ ràng là đây là lúc người lao động sẵn sàng chia sẻ lại với doanh nghiệp. Cũng theo ông Kiệt, những doanh nghiệp nào trước đây không có sự đối xử tốt với người lao động của mình thì sẽ nhận thấy được rằng đây là lúc mà bản thân doanh nghiệp đó cũng gặp khó khăn, bởi chia sẻ của người lao động đối với doanh nghiệp cũng là không như kỳ vọng. Tiểu thương hoang mang trong đại dịch virus Vũ Hán. Từ đầu tháng 4 này, chính phủ Việt Nam chính thức ban hành lệnh cách ly toàn xã hội trên phạm vi toàn quốc, hạn chế người dân ra đường để phòng sự lây lan của dịch bệnh trong vòng 15 ngày. Cuộc sống ở khắp thành thị cho đến thôn quê có thể nói gần như là đình trệ trong cơn đại dịch. Nhưng từ trước đó, việc tụ tập kinh doanh buôn bán ở những thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã được yêu cầu tạm ngừng. Hàng quán và những mặt hàng ở ngoài đường có hoạt động kinh doanh đều bị lực lượng công an địa phương và tổ trưởng tổ dân phố tuần tra yêu cầu đóng cửa không tiếp khách. Giải pháp quyết liệt này được đưa ra đa số phần các nhà kinh doanh, các hộ kinh doanh tiểu thương đồng tình trước nguy cơ lây lan của dịch bệnh, dù cuộc sống và thu nhập của nhiều gia đình phải trông vào công việc kinh doanh mỗi ngày. Thật ra nó không cấm đoán hoàn toàn đâu, nhưng mà mình cũng nên nghỉ thật vì cũng sợ. Bán cho khách vào cũng thấy ghê ghê, cũng sợ bị lây nhiễm, cũng sợ. Thôi thà đóng cửa cho yên tâm, không bán được một tí rồi lại suốt ngày xịt khuẩn nọ, xịt khuẩn kia thì mệt người ra. Thật ra tâm lý của mọi người thì bây giờ chưa nghĩ tới cái đói đâu, mà chủ yếu là sợ bệnh. Đang nghĩ làm sao để hết được dịch đã, chưa nghĩ đến cái đói. Nhưng sau này thì đói đấy. Cô Trần Thị Thảo, chủ một cửa hàng kinh doanh điện gia dụng trên mặt tiền đường Phùng Hưng chia sẻ. Mỗi nhà mỗi cách, mỗi hộ kinh doanh nhỏ thì đóng cửa, có bao nhiêu tiền tiết kiệm được trước đó thì đem ra và chi tiêu trong lúc này. Cô Thảo cho biết thêm, lấy ra mà tiêu chứ còn biết làm thế nào. Bây giờ đại gia đình nhà mình nếu mà qua được hết thì không làm sao thì cũng đã là yên tâm 2/3 rồi. Rồi sau đó chuyện kinh tế thì người nọ lo cho người kia thôi. Rồi cũng như các cụ sẽ đâu vào đấy hết thôi ấy mà. Các cụ nhà mình ngày xưa ăn nước mắm chan cũng có làm sao đâu. Thì bây giờ mình cũng trong hoàn cảnh như vậy thì phải vậy. Lúc đó mới thực sự thấy được giá trị của cuộc sống. Tuy vậy trường hợp của cô Thảo là khá may mắn khi mà cửa tiệm kinh doanh cũng chính là nhà ở thuộc sở hữu của gia đình. Còn đối với những chủ tiệm phải trả tiền thuê mặt bằng nếu không được miễn tiền thuê trong 3 tháng trở lại đây, và vài tháng tới thì tìm cách đóng cửa, trả cửa hàng. Những hộ kinh doanh lớn hơn có nhân viên thì cho nhân viên tạm nghỉ việc, về quê, chờ hết dịch, quay trở lại. Chị Tô Nga, một chủ khách sạn tư nhân ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày trước khi có thông báo tạm ngừng hoạt động, khách sạn của chị đã đóng cửa vì không có khách, doanh thu không đủ trang trải cho chi phí vận hành, nên việc đóng cửa tạm ngừng hoạt động cũng là một cách giảm lỗ trong thời điểm này. Mình đóng cửa lâu rồi, có ai đâu mà không đóng. Việt Nam mình nó giới nghiêm ngay từ ban đầu rồi, thành ra người ta cũng đi lại ít. Cho nên tôi phải đóng cửa lâu rồi. Nhân viên thì mình phải duy trì một ít, ví dụ như là những người bảo vệ hay housekeeping thì mình phải giữ để trông coi và chăm sóc khách sạn. Còn lại các nhân viên khác thì mình phải hỗ trợ cho họ một ít để về quê. Khi nào hết dịch thì quay lại thì nhận sau. Nói chung là chết dần, khách sạn chết hết, chị nói.
Nhìn chung đối với những chủ tiệm hay hộ kinh doanh lâu năm có tiền tích lũy và mặt bằng kinh doanh thuộc sở hữu của gia đình, như trường hợp của cô Thảo, chị Nga, thì có thể yên tâm chờ đợi trong một vài tháng, chờ hết dịch mới quay lại hoạt động. Còn đối với những tiểu thương và các nhà hoạt động buôn bán khác mà cuộc sống trông vào cả thu nhập hàng ngày từ hoạt động buôn bán kinh doanh thì đây quả là khoảng thời gian khó khăn chưa từng thấy. Có người e rằng nhiều khi chưa chết vì dịch bệnh, đã chết vì không còn gì ăn trong gia đình. Đấy là lý do vì sao tại nhiều khu phố, mặc dù đã có lệnh đóng cửa tạm ngưng kinh doanh nhưng nhiều chủ cửa hàng, tiệm ăn uống, kinh doanh bánh ngọt, nước giải khát vẫn tìm cách âm thầm bán hàng cho những người khách có nhu cầu, thậm chí trong nhiều trường hợp. Khách được mời qua cửa ngách và phía bên trong cửa tiệm đã đóng và hàng chục người vẫn ăn uống ở trong đó, có thể dẫn đến những nguy cơ lây lan dịch bệnh rất là cao. Chị Trần Thị Hương, một chủ cửa hàng kinh doanh trên phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội, đã tạm đóng cửa gần 2 tuần nay, thuật lại với phóng viên rằng hôm qua chị đi mua bánh, chị thấy sập cửa nên chị có ý định quay trở về và nghĩ là thôi chết rồi, hàng này cũng đóng cửa, thì nghe thấy bà Ý gọi nhỏ nhỏ ở bên trong, em ơi, gọi như buồn bạc dạ. Chị thấy tiếng thì thầm, chị mới nhòm qua khe cửa thì thấy bà Ý nói, em ơi, đi qua ngách cửa đằng sau nhé, dựng xe máy ở đấy, em đi vào rồi chị nói chuyện. Đấy cũng là lý do vì sao hiện tại các tổ dân phố và trật tự phường tại hầu hết các quận huyện ở thành phố Hà Nội thường xuyên phải đi tuần tra và yêu cầu các chủ cửa hàng phải đóng cửa chặt chẽ và không được hé mở để phòng việc lén lút buôn bán, kinh doanh. Đóng cửa hoàn toàn, không có bất kỳ một hoạt động kinh doanh nào trong vòng ít nhất nửa tháng tới đây và còn có thể kéo dài lâu hơn nữa. Dù là để phòng bệnh cũng khiến cho cuộc sống của những gia đình như vậy lâm vào thế bí. Nhiều người thực sự hoang mang không biết rồi gia đình sẽ sống ra sao nếu như dịch bệnh tiếp tục kéo dài. Hiện tại Việt Nam đã bước vào giai đoạn có sự lây nhiễm trong cộng đồng, có nghĩa là không còn có được xác định bệnh nhân lây nhiễm đầu tiên hay còn được gọi là F0. Một người có thể lây nhiễm cho nhiều người mà không xác định được ai là người lây nhiễm cho mình. Vì thế, việc ban bố cách ly toàn xã hội trên toàn quốc là một hành động cần thiết. Tuy nhiên, nếu không tính đến những giải pháp trợ giúp cho những tiểu thương và cuộc sống trông vào hoạt động buôn bán thường nay, thì họ khó có thể chấp hành một cách nghiêm túc yêu cầu ngừng hoạt động để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh virus Vũ Hán. Trung Quốc sẽ trả giá đắt khi mà dùng sinh mệnh của người dân các nước làm bàn đạp cho dã tâm thống trị toàn thế giới. Trung Quốc đã tạo ra chất độc và đã đang bán thuốc giải cho thế giới. Khi cả châu Âu đang vật lộn với virus Vũ Hán thì Bắc Kinh đã tự đặt mình vào vị trí của một nhà lãnh đạo, một nhà hảo tâm toàn cầu nhiệt thành và đầy dã tâm. Và một tin không vui là phần lớn thuốc giải mà tàu cung cấp đều phải đổi lấy lợi ích kinh tế, chính trị, đồng thời là một liều độc dược mạnh, thêm đẩy tình hình dịch bệnh ngày càng mất kiểm soát. Virus Corona Vũ Hán giáng một đòn nặng về kinh tế vào mọi quốc gia. Tuy nhiên, Trung Quốc, nhà xuất khẩu con virus quái ác này, lại đang tài tình sử dụng sự bùng phát khủng khiếp hiện nay để làm giàu cho chính mình. Xuất khẩu khối lượng lớn vật tư y tế kém chất lượng sang phương Tây nhằm đánh bóng tên tuổi bản thân, như thể là vị cứu tinh của nhân loại, dù bản thân chính là tội đồ của thế kỷ. Khi dịch bệnh bùng phát không kiểm soát và chuỗi cung ứng tại Trung Quốc bị gián đoạn thì khan hiếm vật tư y tế phòng dịch trở thành vấn đề sống còn của y bác sĩ, người dân và cũng như mọi chính phủ nơi mà có dịch bệnh bùng phát. Trong lúc này, bất chấp tính mạng của người dân Trung Quốc, Bắc Kinh vội vàng khôi phục lại việc đi làm trở lại và các nhà máy miễn cưỡng mở cửa theo lệnh của Tập Cận Bình. Số liệu dịch bệnh các nơi bỗng nhiên suy giảm để phù hợp với các nhu cầu chính phủ, thậm chí được xóa sổ về con số 0. Vào trước ngày ông Tập Cận Bình tới khảo sát vùng Vũ Hán ngày 10 tháng 3, toàn bộ các bệnh viện dã chiến trong thành phố Vũ Hán đều được dọn đi sạch sẽ. Theo báo RFA đưa tin, một tình nguyện viên tại bệnh viện dã chiến Vũ Hán tiết lộ, trên thực tế 90% người xuất viện đều mang theo virus, không ít người trở về nhà sau đó tái phát lây nhiễm cho người thân dẫn đến lây nhiễm tập thể.
Trung Quốc nuôi tham vọng sử dụng một cơ hội này để làm bàn đạp để vượt mặt nền kinh tế Mỹ sau khi kế hoạch giấu dịch phát tán ra toàn cầu, xuất khẩu vật tư y tế phòng dịch cho cả thế giới coi như thành công rực rỡ. Theo New York Times đã đưa tin rằng Trung Quốc hiện đang sản xuất 116 triệu khẩu trang mỗi ngày, cấp gấp 12 lần nguồn cung trước khi dịch bệnh bùng phát ở nước này. Qua truyền thông, Trung Quốc nổi lên như thể là nhà lãnh đạo toàn cầu mới trong việc phân phối thiết bị y tế cho các quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch viêm phổi Vũ Hán, và các đơn đặt hàng đã tới tấp được gửi đi Bắc Kinh cùng với những lời cầu xin hỗ trợ. Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha tuyên bố rằng nước này đã mua 46 triệu đô la vật tư y tế của Trung Quốc, bao gồm có 950 máy thở, 5,5 triệu bộ dụng cụ xét nghiệm, 11 triệu găng tay và hơn nửa tỷ khẩu trang bảo vệ mặt, theo Fox News. 18 tháng 3, truyền thông Trung Quốc đưa tin nước này đã cung cấp 150.000 thiết bị xét nghiệm nhanh virus Vũ Hán cho Cộng hòa Séc. Nhưng đây không phải là hoạt động nhân đạo, vì Bộ Y tế Cộng hòa Séc đã trả khoảng 14 triệu crown, gần 13 tỷ đồng, để mua 100.000 bộ xét nghiệm. Bộ Nội vụ nước này trả nốt 50.000 crown để mua lô hàng, theo Taiwan News đưa tin. Hà Lan gần đây cũng đã mua 1,3 triệu khẩu trang y tế của Trung Quốc. Trung tuần tháng 3, chính phủ Trung Quốc đã tặng 100.000 bộ xét nghiệm virus Vũ Hán cho Philippines. Tổng thống Duterte cho biết ông sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ của Trung Quốc nếu như sự bùng phát virus Vũ Hán ở nước này trở nên tồi tệ hơn. Và các nước này đang phải trả một cái giá cực kỳ đắt, không những không hạn chế được dịch virus Vũ Hán mà còn góp phần thổi bùng dịch bệnh làm tình hình tệ hại hơn. Ngày 29 tháng 3, Bộ Y tế Philippines cho biết nước này không sử dụng một số bộ xét nghiệm virus Vũ Hán của Trung Quốc tặng vì thiếu sự chính xác. Theo tờ Philippines Daily Inquirer, Thứ trưởng Y tế Maria Rosario cho biết các bộ xét nghiệm chỉ có độ chính xác khoảng 40% so với các bộ xét nghiệm của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Tây Ban Nha cũng trong tình trạng tương tự khi nhận thấy rằng bộ xét nghiệm nhanh của Trung Cộng được quảng cáo độ chính xác 80% nhưng kết quả thực tế chỉ đạt được 30%. Bộ Y tế Tây Ban Nha cũng yêu cầu thay thế bộ kit xét nghiệm này sau khi phát hiện có nhiều sai sót, theo báo South China Morning Post. Trước đó, Cộng hòa Séc cũng cho biết khoảng 80% bộ xét nghiệm COVID-19 từ Trung Quốc cho kết quả sai. Do đó, các bác sĩ nước này phải dựa vào phương pháp xét nghiệm truyền thống. Trang Aerolas của đài phát thanh Séc hôm 23 tháng 3 đưa tin. Ngày 28 tháng 3, Bộ Y tế Hà Lan cũng thu hồi 600.000 chiếc trong số 1,3 triệu khẩu trang được sản xuất ở Trung Quốc do không đạt tiêu chuẩn an toàn, theo AFP. Bộ Y tế Hà Lan phát hiện khẩu trang có tấm lọc khí bị lỗi và không che kín được vùng cần bảo vệ trên mặt. Mới đây hôm 2 tháng 4, nước Anh chấn động bởi thông tin các bộ kit xét nghiệm virus Vũ Hán nhập từ Luxembourg của một công ty Trung Quốc đều bị tẩm virus corona, nghĩa là nếu đưa vào sử dụng test đại trà thì toàn bộ 100% dân Anh sẽ đều bị nhiễm dịch. Một thủ đoạn thâm độc giết người bằng thiết bị y tế thế này thì chắc chỉ có Trung Quốc mới có thể nghĩ ra để tiêu diệt người dân trên toàn cầu. Có thể thấy việc Trung Cộng sản xuất vật tư y tế kém chất lượng cho các nước không chỉ tiêu tốn chi phí của nước bạn mà còn là tác nhân không nhỏ khiến cho việc kiềm chế đại dịch trở nên khó khăn hơn do những xét nghiệm sai, tẩm sẵn virus phát tán dịch bệnh hoặc do thiết bị bảo hộ không bảo vệ được nhân viên y tế của người dân. Cách kiếm tiền độc ác thiếu nhân tính khiến cho chúng ta liên tưởng đến hình ảnh kền kền ngửi thấy mùi tử thi và chờ đợi. Bành trướng sức mạnh của Trung Quốc không chỉ được dệt bằng tiền thuế, máu và nước mắt của người dân Trung Quốc mà còn bằng sinh mệnh của người dân khắp mọi nơi trên thế giới. Thế giới dường như đang thức tỉnh trước một đối tác bất lương kiếm tiền trên thân xác đồng bào và nhân loại trên toàn cầu. Chắc chắn Trung Quốc sẽ phải nhận được một giá đắt theo kế hoạch bùng phát dịch virus Vũ Hán và lòng tham của mình. Nay mai đây thôi. Dịch virus Vũ Hán sáng ngày 4 tháng 4, số bệnh nhân chết ở New York bằng số người chết vụ 11 tháng 9. New York và Louisiana, hai trong số những điểm nóng chính của dịch virus Vũ Hán ở Mỹ ngày 3 tháng 4 đã ghi nhận số người chết tăng cao nhất theo ngày.
Theo đó, tới nay chỉ New York đã có gần 3.000 người chết, theo hãng tin Reuters. Thị trưởng thành phố New York, tâm dịch của nước Mỹ, ông Bill de Blasio, cho biết thành phố của ông chỉ còn ít ngày nữa để chuẩn bị cho tình thế tồi tệ nhất của dịch bệnh. Số người chết do virus Vũ Hán ở thành phố New York chiếm hơn 1/4 tổng số người chết ở nước Mỹ. Chúng ta đang chiến đấu với một kẻ thù đang giết hại hàng ngàn người dân Mỹ và rất nhiều người sẽ chết mà đáng lẽ ra họ phải chết, ông Bill de Blasio nói. Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 3 tháng 4, thị trưởng thành phố New York cho biết thành phố này đang trong cuộc chạy đua khốc liệt với thời gian, cho biết họ đang rất cần bổ sung trang thiết bị y tế, giường bệnh. Ông cũng nhắc lại đề nghị với chính phủ liên bang về việc huy động quân đội hỗ trợ. Tại bang New York, tổng số người chết vì virus corona đã ở mức tương đương với tổng số người thiệt mạng trong loạt tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi gần 3.000 người, hầu hết tại trung tâm thương mại thế giới của thành phố New York, đã chết. Số người chết tăng thêm trong 24 giờ tại bang New York là 562 người, nâng tổng số người chết vì virus Vũ Hán tại bang này lên 2.935 người kể từ khi bùng phát dịch bệnh. Ngoài New York, một số điểm nóng khác là bang Louisiana, số người chết ở đây đã tăng lên 310 người vào trưa thứ Năm ngày 2 tháng 4, lên số 370 người vào trưa ngày thứ Sáu mùng 3 tháng 4. Đây cũng là mức cao nhất trong vòng 24 giờ về số người chết vì virus Vũ Hán tại bang miền Nam này. Chính phủ Mỹ khuyên người dân đeo khẩu trang phòng bệnh. Theo hãng tin AFP, trong cuộc họp báo ngày 3 tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố những khuyến nghị mới của chính phủ về việc mọi người nên đeo khẩu trang khi đi ra ngoài để phòng ngừa lây lan virus Vũ Hán. Ông Trung cũng nói Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ đã kêu gọi người dân nên dùng vật gì đó để che mặt như khăn quàng cổ, nhưng hãy để dành khẩu trang chuyên dụng cho các nhân viên y tế. Đó sẽ là việc thực sự tự nguyện, ông Trung nhấn mạnh. Quý vị không phải làm thế và tôi cũng sẽ chọn không làm vậy, nhưng một số người có thể muốn làm thế vì chuyện đó ổn thôi. Các thống đốc bang sẽ tự quyết việc thực hiện ngăn cách xã hội. Theo Reuters, Tổng thống Donald Trump sẽ để cho các thống đốc bang quyết định việc phát lệnh yêu cầu người dân ở nhà với từng bang của họ. Hãng tin Reuters dẫn ý kiến của ông Jerome Adams, Tổng y sĩ Mỹ, cố vấn chính của Bộ trưởng Y tế và các vấn đề sức khỏe công cộng, cho biết có một phần đáng kể trong số những người nhiễm virus corona chủng mới không có triệu chứng dịch bệnh. Ông Alex Azar, Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ HHS, thông báo sẽ dùng một phần ngân sách trong gói kích thích đã được phê chuẩn để thanh toán cho bệnh viện tiền điều trị những bệnh nhân virus Vũ Hán không có bảo hiểm y tế. Còn ở Nga, Nga tạm dừng mọi chuyến bay từ nửa đêm ngày 3 tháng 4. Theo hãng tin Reuters, chính quyền Nga ngày 3 tháng 4 thông báo sẽ tạm dừng mọi chuyến bay ra vào nước này, kể cả những chuyến bay đưa công dân về nước từ nửa đêm ngày 3 tháng 4 để hạn chế khả năng bùng phát làn sóng lây nhiễm mới. Trung tâm điều hành chống dịch virus Vũ Hán của Nga cho biết việc tạm dừng này áp dụng với tất cả các chuyến bay thuê đưa nhân công dân của Nga về nước và đưa người nước ngoài rời khỏi Nga. Những người muốn bay về phải điền vào một mẫu văn bản đặc biệt được cung cấp từ 4 tháng 4. Chính phủ cũng đã dành ra 500 triệu euro, 6,5 triệu đô la để Bộ Ngoại giao chi trả cho các chi phí ở lại tạm thời với những công dân Nga bị kẹt lại ở nước ngoài trong tình huống này. Nga đã có 4.149 người nhiễm bệnh, trong đó có 34 người đã chết. Moscow đã dừng mọi chuyến bay quốc tế thông thường từ ngày 27 tháng 3, song lúc đó vẫn cho phép các chuyến bay đưa công dân hồi hương hoạt động. Bộ Ngoại giao Nga ngày 1 tháng 4 cho biết 25.000 người Nga ở nước ngoài đã đề nghị được hỗ trợ về nhà. Nhiều người trong số họ vẫn bị kẹt tại nước ngoài. Pháp ghi nhận có 588 người chết vì virus Vũ Hán trong một ngày.
Bộ trưởng Y tế Pháp ngày 3 tháng 4 thông báo số người chết vì virus Vũ Hán tại các bệnh viện Pháp đã tăng lên 588 người một ngày. Cộng thêm với số người chết trong các nhà dưỡng lão, tổng số người chết vì virus Vũ Hán ở Pháp đã tăng lên 5.387 người, ngày 2 tháng 4 lên 6.507 người và ngày 3 tháng 4. 6 giờ sáng ngày 4 tháng 4, Bộ Y tế ghi nhận thêm 2 ca virus Vũ Hán, trong đó người liên quan đến bệnh viện Bạch Mai, một được cách ly ngay khi nhập cảnh. Như vậy thì 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 6 ca mới, tổng số bệnh nhân virus Vũ Hán tại Việt Nam là 239. Hôm qua ra viện 11 bệnh nhân và đưa tổng số người khỏi bệnh lên 86 người. Ca mới nhất liên quan đến bệnh viện Bạch Mai được ghi nhận bệnh nhân số 239 là nam 71 tuổi ở địa chỉ An Hòa, Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 11 tháng 3, ông đến khám điều trị tại khoa tiêu hóa bệnh viện Bạch Mai, ra về trong ngày, và ngày 18 tháng 3 ông tái khám tại đây, ngày 19 tháng 3 về quê Vĩnh Phúc. Trong thời gian thăm khám tại bệnh viện Bạch Mai, ông có mua đồ ăn ở căng tin từ ngày 19 đến ngày 26. Ông ở nhà không đi đâu và từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 3, ông cách ly tại nhà. Ngày 28 tháng 3, ông có biểu hiện sốt nhẹ nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 1 tháng 4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Vĩnh Phúc lấy mẫu xét nghiệm bệnh phẩm. Kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ngày 2 tháng 4 cho kết quả dương tính. Bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Bệnh nhân số 239 nâng tổng số ca liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai lên 44 người, trong đó có 27 nhân viên công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ ăn uống. Số còn lại là 2 nữ điều dưỡng, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và người đến khám và các ca liên quan đến lây nhiễm trong cộng đồng. Bệnh nhân số 238 là nữ, 17 tuổi ở thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, lao động tự do ở Thái Lan và ở cùng với bạn là bệnh nhân số 210. Cô đi ô tô từ thủ đô Bangkok về Việt Nam nhập cảnh ngày 18 tháng 3 qua cửa khẩu Cha Lo, tỉnh Quảng Ninh, cách ly tập trung một ngày. Ngày 21 tháng 3, cô cách ly tập trung tại trường mầm non xã Thạnh Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc dương tính, xét nghiệm khẳng định tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cầu Treo, sức khỏe ổn định. Đến ngày 4 tháng 4, 153 bệnh nhân virus Vũ Hán đang điều trị tại 21 cơ sở y tế, đa số sức khỏe tạm thời ổn định và 25 trường hợp xét nghiệm âm tính từ một lần trở lên, 21 ca âm tính từ hai lần trở lên và 5 bệnh nhân nặng đang được điều trị tích cực. Tổng số trường hợp nghi ngờ đang cách ly là 3.736, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh vùng dịch bệnh được cách ly theo dõi sức khỏe 73.925, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 1.416, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 35.932, cách ly tại nhà nơi lưu trú là 36.577. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.